Làng bên biển, giữa trưa nắng nóng, lẽ ra nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió. Vậy mà ở đây, cửa lúc nào cũng đóng kín. Và có đóng cửa kín đến mấy thì cũng không thoát khỏi mùi hôi thối bủa vây khắp làng. Bất cứ ai đi ra khỏi nhà, những thứ khác có thể quên, nhưng khẩu trang lúc nào cũng phải có. Đây là cách duy nhất để né bớt mùi nồng nặc ở khắp nơi. Cảnh sống bức bối như vậy kéo dài hàng chục năm nay ở thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nguyên nhân chính là đây, nước thải ở các lò hấp cá. Họ đào cái hầm rút thì cái hầm rất lớn, chứa khoảng mười mấy hai chục khối nước, mà nước thải, nước cá thúi rồi không ạ. Tràn ra ngoài đường thì mình chạy xi, nó dính trong bánh xi, về tới nhà cũng chiều tối cũng nghe cái mùi hôi đó nữa. Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa cá nam, cũng là thời gian hoạt động cao điểm của các lò hấp cá. Thôn Mỹ Tân 1 có 17 lò hấp cá. Mỗi lò thu mua chế biến hàng chục tấn cá mỗi ngày. Công suất hoạt động như vậy, lẽ đương nhiên lượng nước thải là rất lớn. Tất cả dồn vào những hầm chứa với bề mặt diện tích lớn như thế này. Đã vậy lại lộ thiên. Người dân địa phương nhiều lần lên tiếng vì không ai chấp nhận cảnh sống bức bối ô nhiễm. Tuyến đường ngang qua thôn Mỹ Tân 1 thường xuyên có nhiều du khách. Đoạn đường bốc mùi thực sự là nỗi ám ảnh. Những ngày qua, một lần nữa, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, yêu cầu các chủ lò hấp cá khắc phục ô nhiễm. Địa phương là cũng làm việc với các hộ dân này, đề nghị các hộ dân này là xử lý các hóa chất để mà giảm bớt cái mùi hôi. Hộ dân này và đề nghị các hộ dân này là khắc phục các cái hầm rút và các cái phủ kín các cái hầm rút bằng cái đắp đậy kín các hầm rút. Cơ sở hấp cá này đã làm được hầm chứa nước thải kiên cố, nhờ vậy ngăn được mùi hôi thối. Nhưng đến lúc này, cả xã Thanh Hải chỉ mới một cơ sở làm được hầm chứa nước thải đạt chuẩn bởi kinh phí xây dựng lên đến cả tỷ đồng. Còn phương án di dời các lò hấp cá đến khu vực tập trung cách xa khu dân cư thì lại càng khó triển khai. Chính vì vậy, ô nhiễm từ những lò hấp cá chưa biết đến bao giờ mới xử lý dứt điểm.